Hai vị có chuyện gì không? Đệ tử phái Tung Sơn và Hoa Sơn có chuyện cầu kiến Giang Nam tứ hữu bốn vị tiền bối. Chủ nhân nhà tôi không bao giờ tiếp khách. Huynh đài, khoan đã. Đây là lệnh bài của Tả Minh chủ phái Tung Sơn. Giang Nam tứ hữu và Ngũ Nhạc kiếm phái xưa nay không qua lại. Cho dù Tả Minh chủ đích thân cầu kiến, chủ nhân nhà tôi cũng chưa chắc chịu gặp. Lệnh bài của cha tôi chẳng qua là để dọa người ta. Bốn vị Giang Nam tiền bối là cao nhân phương nào, làm sao để mắt tới cái lệnh bài này? Chẳng qua vãn bối chưa có duyên bái kiến bốn vị tiền bối, cho nên muốn lấy lệnh bài này làm tín vật thôi. Các hạ là con gái của Tả Minh chủ. Đúng vậy, tôi cũng không có danh tiếng gì. Đương nhiên huynh không biết tôi. Nhớ năm xưa, đinh huynh ở Kỳ Liên Sơn, một tay diệt tứ bá, nhất kiếm song hùng thật oai phong biết mấy. Tiểu nữ tử thật sự bái phục. Chỉ là chuyện nhỏ, nhắc đến làm gì. Không ngờ Tả cô nương lại hiểu biết rộng như vậy. Trong võ lâm, người vô danh hay có tiếng rất nhiều, nhưng thực sự có tài, làm việc lớn lại không kiêu căng, thanh cao, chi sĩ, quả thực rất khó tìm. Nhất tự điện kiếm, đinh kiên đại ca, tiểu nữ đã ngưỡng mộ lâu rồi. Khách khí, cha tôi đã dặn, lần này đến Mai Trang có việc muốn thỉnh giáo tứ vị trang chủ. Nhưng vãn bối biết, chuyến đi này chưa chắc đã gặp được tứ vị trang chủ. Nhưng gặp được đinh đại ca đây, chuyến đi này cũng không uổng phí. Đúng rồi, Tả cô nương mới nói vị huynh đài đây là môn hạ của phái Hoa Sơn. Huynh ấy là đại ca của tôi. Huynh ấy là sư thúc bối của đương kim trưởng môn phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần. Nhưng tuổi tác của vị huynh đài đây, tuổi tác của huynh ấy tất nhiên nhỏ hơn Nhạc trưởng môn. Thế nhưng huynh ấy là truyền nhân duy nhất của Phong Thanh Dương lão tiền bối, tinh hoa kiếm pháp không ai sánh bằng. Dám hỏi đại danh của hai vị đây. Tôi là Tả Y Y, huynh ấy là Phong Nhị Trung. Nhị Trung, hân hạnh hân hạnh. Thế này đi, mời hai vị vào dùng trà chờ đợi. Tôi sẽ đi bẩm báo với chủ nhân, còn gặp hay không là do chủ nhân tôi quyết định. Làm phiền đinh huynh, làm phiền. Khách sáo, xin mời hướng này. Mời. Phong đại ca, huynh xem bức tranh này, tuy nhìn rất bình thường, nhưng khí thế phi phàm. Thế tôi nhìn thấy chữ say thì rất thích. Trong những chữ này như ẩn chứa một loại kiếm thuật rất cao minh. Phong huynh, không ngờ huynh đúng là một danh gia về kiếm thuật. Tứ trang chủ của nhà tôi, Đan Thanh Sinh, trong một lần uống say đã vẽ nên bức tranh này. Vô tình trong đó hàm chứa một luồng kiếm khí. Đây cũng là tác phẩm mà bình sinh ông ấy thích nhất. Đáng tiếc là sau khi tỉnh rượu, ông cũng không sáng tác thêm được bức nào nữa. Không ngờ Phong huynh chỉ nhìn sơ qua đã thấy được huyền cơ trong bức tranh. Tôi nghĩ tứ trang chủ nhất định sẽ coi huynh như tri kỷ. Tôi sẽ đi bẩm báo, xin hai vị đợi một chút. Không ngờ huynh cũng biết xem tranh. Biết gì mà biết, tôi cả chữ còn không biết. Chỉ là may mắn thôi. Nếu như lát nữa tứ trang chủ muốn đàm thư luận họa với tôi sẽ mất mặt lắm đấy. Đừng sợ, có muội mà. Cô á. Trang chủ, đây là Phong đại hiệp của phái Hoa Sơn. Chỉ cần nhìn qua bút pháp của ngài đã biết bên trong ẩn chứa một bộ kiếm pháp. Từ trong tranh của ta có thể nhìn ra kiếm pháp. Con người đó cũng hay lắm. Vị đây chắc là Đan Thanh Sinh lão tiền bối rồi. Tôi tên là Tả Y Y, đây là đại ca của tôi, Phong Nhị Trung. Tại hạ Phong Nhị Trung. Người biết vẽ tranh và múa kiếm không?
Bạch Lạc Thiên Hàn, Châu Hỷ Vọng Thi Vân, Hồng Tụ Chức Lăng Quả Thị Diệp, Thanh Kỳ Cổ Tử Chân Lê Hoa. Uống rượu hoa lê nhất định phải dùng ly phỉ thúy. Có thể nhìn thấy tứ trang chủ là người biết thưởng thức rượu. Người đồng đạo, huynh đệ, bằng hữu, ta đây thích tử, thích họa, thích kiếm. Người xưng tam tuyệt, trong tam tuyệt đó rượu đứng thứ nhất, đàn thanh kế tiếp, cuối cùng là kiếm đạo. Đây, ta mời để uống cho thỏa thích. Được, mời. Tả cô nương, mời. Phong huynh đệ, sao rồi? Không ngờ ở đây lại có loại rượu tam qua đầu lâu năm. Tiền bối, loại rượu bách thảo này cũng 75 năm rồi chứ. Hầu nhi tử, thật là hiếm có. Lợi hại, Phong huynh đệ thật lợi hại. Vừa mới bước vào phòng rượu của ta đã có thể ngửi thấy rượu ngon ta cất giấu bấy lâu. Thật không thể ngờ. Tiền bối khách khí rồi. Ở đây không đơn giản chỉ có 3 loại rượu ngon. Nữ nhi hồng của Thiệu Hưng đúng là cực phẩm. Không được rồi, không được rồi. Bồ đào mỹ tử của Tây Vực Thổ Lỗ Phiên, tứ trưng tứ nhưỡng, đương kim thế gian độc nhất vô nhị. Phong huynh đệ, rượu Thổ Lỗ Phiên của ta được đựng trong thùng gỗ mà ngươi cũng có thể ngửi thấy, đúng là kỳ diệu. Kỳ diệu. Tiền bối, những rượu ngon này cho dù có chôn xuống ngàn trượng thì cũng có thể ngửi thấy mùi hương của chúng. Được. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức những bồ đào mỹ tử này. Phong huynh đệ. Phong 兄弟, 走姑娘, 请. Mời. Phong huynh đệ, rượu thế nào? Phong huynh đệ, cảm giác thế nào? Vị của loại rượu này như thiếu nữ mới xuất giá, lại giống như lão thủ trong phong nguyệt. Trong mới có cũ, trong cũ có mới, có thể nói là mùi vị tuyệt vời. Được, mời. Tứ trang chủ, thật ra loại rượu này còn có cách uống khác, nhưng hiện tại tôi không làm được. Cách uống khác à? Tại sao lại không làm được? Tôi đã từng uống qua loại rượu này. Trời lúc đó rất lạnh. Tiền bối trong tử quốc đó đã lấy một miếng băng to, để rượu này lên trên miếng băng đó. Loại rượu bồ đào này khi gặp lạnh lại có một mùi vị khác. Chỉ tiếc là hiện tại đang là đầu hạ, chúng ta không thể nào uống loại bồ đào mỹ tửu lạnh đó rồi. Đúng là một cách hay. Vậy đi, hai người ráng đợi thêm nửa năm nữa, đợi đến mùa đông chúng ta lại thưởng thức nó. Thấy thế nào? Mùa đông, không kịp, không kịp rồi, để ta nghĩ xem. Thực ra, nếu như có một người có nội lực cực hàn, có thể biến nước thành băng, nhưng trong vùng Giang Nam này hình như không có cao thủ biết hàn băng trưởng. Nếu không... Có rồi. Phong huynh đệ, theo ta, mau lên.
Con đen này đi thì không được, ở thì cũng không xong. Bước tiếp theo nên đi thế nào đây? Nào nào, mời hai vị. Nhị ca, lần này huynh phải giúp đệ một chuyện. Giúp chuyện gì? Ra tay cho hai người bạn của đệ thấy công phu biến nước thành băng của huynh. Ta không rảnh, ta đang đánh cờ. Tuyệt. Bước đi này đúng là quá tuyệt. Trời ạ, không lẽ cô nương đây cũng thích đánh cờ sao? Thích nhưng không giỏi, khiến nhị trang chủ chê cười. Nhưng tôi có một vị thúc bá, ông ấy là người rất mê cờ. Cả đời ông ấy rất thích sưu tầm những kỳ phổ hiếm có trên thế gian. Cho nên từ xưa đến nay, những ván cờ nổi tiếng tôi cũng biết được 20 mấy ván nổi tiếng. Những ván cờ nổi tiếng nào? Không ngại cứ nói ra cho ta nghe. Ví dụ như ván cờ của Vương Chí gặp được tiên nhân ở núi Lan Kha. Còn có ván của Lưu Trọng Phủ, Vương Tích Tân đấu cờ với Hồ Tiên. Những ván cờ đó có được gọi là nổi tiếng không? Đó chẳng qua là những ghi chép trên sách, thần thoại truyền thuyết. Lẽ nào không còn kỳ phổ thật nào khác sao? Lúc mới đầu tôi cũng tưởng đó là những câu chuyện truyền thuyết. Nhưng ván cờ của Lưu Trọng Phổ đấu với Ly Tiên Lão, vài năm trước đây, tôi và người thúc bá đó đã được tận mắt nhìn thấy ở một căn nhà cũ thế gia ở Thành Đô. Cục diện cờ đó rất tuyệt diệu, khiến người không thể không tin. Lưu Trọng Phổ là quốc thủ của đời Tống, nhưng tại Ly Sơn Chi Lộc đã bị một dân phụ giết tới không còn manh giáp. Ngay lúc đó, hộc máu mà chết. Nói như vậy, kỳ phổ đó cô nhớ rất kỹ. Kỳ phổ tuyệt diệu như vậy, sao tôi quên được? Nào nào, xếp ra cho tôi xem, xếp đi. Không được, không được. Huynh mà đánh cờ thì tới mấy canh giờ? Không được, nếu như huynh không giúp bọn đệ làm băng, đệ nghĩ Tả cô nương sẽ không giúp huynh hoàn thành ván cờ này đâu, đúng không? Mỗi người có sở thích khác nhau, không ép buộc được. Đinh Kiên, lấy ly rượu và nước lại đây. Nhị ca, mời. Nội lực của nhị trang chủ này quả thực lợi hại. Không lẽ công phu của ông ấy có thể chữa nội thương cho mình, cho nên Doanh Doanh mới dẫn mình tới đây? Tạ nhị ca. Hai vị, mời, đa tạ. Mời nhị ca. Nào, cạn ly. Chà, đúng là mùi vị khác hẳn. Rượu rất ngon. Phong huynh đệ phẩm rượu rất tốt. Băng nhị ca làm cũng rất hay. Quan trọng là Tả cô nương phối hợp chính xác. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Nào cô nương, mau sắp xếp cờ đi. Nhị ca, xếp cờ. Mời Phong huynh đệ. Chà, thật là tuyệt diệu. Vậy cô nương có thể cho tôi biết bước tiếp theo phải đi như thế nào không? Bước tiếp theo, thần cơ diệu toán, chỉ có thần tiên mới nghĩ ra. Nhị trang chủ, ngài không suy nghĩ một chút sao? Tả cô nương, cô đừng làm khó nhị ca tôi nữa. Không là huynh ấy sẽ hộc máu ra đấy. Thì thế, Tả cô nương, phải làm sao cô mới chịu nói ra nước cờ kế tiếp? Tôi sẽ không khiến cô thiệt thòi đâu. Tôi và Phong đại ca đến Mai Trang không cầu gì hết. Nhị trang chủ nói như vậy làm hai anh em tôi rất nhỏ mọn. Tại hạ thất ngôn, đắc tội, đắc tội.
Tôi và Phong đại ca đến Mai Trang muốn cùng tứ vị trang chủ đây cược một ván. Đánh cược à? Cược cái gì? Tôi cược một trong bốn vị ở Mai Trang không ai có kiếm pháp sánh được với Phong đại ca. Kiếm pháp á? Nói đi, cược cái gì? Đánh cược với cao nhân tiền bối, đồ cược cũng không thể đơn giản. Nếu như Phong đại ca của tôi không thể thắng tứ vị trang chủ, tôi sẽ đem 20 cục kỳ phổ của liệt đại thần tiên quỷ quái mà tôi đang mang trên mình đây tặng cho nhị trang chủ. Còn với tứ trang chủ, tuy không có rượu ngon để tặng, nhưng trong tay tôi có bức họa Khê Sơn Hành Lữ Đồ, tứ trang chủ nhất định sẽ rất thích. Bút tích của Phạm Khoan. Cô nương, có nó từ đâu vậy? Tiền bối, ở đây tôi còn có bức cổ thư của Trương Húc. Cái đó dữ dằn lắm. Ngài xem chữ viết thế nào. Đều là bút tích thật. Cổ thư của Trương Húc. Hai vị, đây là tam ca của tôi, ngốc bút ông, say mê thư pháp, không thua kém sự say mê hội họa của tôi. Chân tích của Trương Húc. Cho xem chút nữa đi. Không được. Chỉ cần tứ vị trang chủ đây thắng được Phong đại ca, tự họa này sẽ là của ngài. Ngài muốn xem bao lâu thì xem bấy lâu. Hành động của Doanh Doanh chắc chắn là có sắp đặt trước. Được thôi. Nhưng nếu bọn ngươi thua, thì ngoài tặng những món ở đây cho bọn ta, còn món gì để tặng cho đại ca của ta? Tôi còn một quyển Từ Cổ Chí Kim, Vô Song Vô Đối, Khúc Phổ của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tôi nghĩ đại trang chủ sẽ rất thích. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ này không phải mình đã đích thân đưa cho Đông Phương cô nương hay sao? Cô nương, hình như cô nói quá thì phải. Không lẽ quyển Khúc Phổ này còn hơn Quảng Lăng Tán Thất Truyền đã lâu sao? Nhưng mà với mấy món mà cô nương lấy ra để đánh cược, kỳ thư họa cầm phổ này chắc cũng không đơn giản. Thế nhưng Tiếu Ngạo Giang Hồ mà cô nương nói có gì kinh thiên động địa? Khúc Phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ đây không phải là tác phẩm của cổ nhân, mà do người đương thời tự sáng tác, cho nên các vị trang chủ đây chưa nghe qua cũng là chuyện thường tình. Khúc Phổ là đàn sáo hợp tấu, tiếng đàn u huyền, tiếng sáo thần thông. Những điều đó có thể không nói, nhưng chính giữa đã dùng một đoạn tuyệt nhất trong Quảng Lăng Tán để viết nên. Điều đó có thể khiến cho những người yêu đàn không khỏi sao lòng. Tứ trang chủ, ngài nói xem, đây có được coi là bảo bối không? Từ khi Kê Khang mất, Quảng Lăng Tán cũng từ đó thất truyền. Ai mà có thể lấy được một đoạn trong đó chứ? Tả cô nương, cô hình như nói hơi quá lời rồi. Tác giả của bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ này mê đàn như điên. Ông nói, Kê Khang mà chết, thiên hạ sẽ không còn Quảng Lăng Tán. Cũng có thể nói, sau đời Tây Tấn, Quảng Lăng Tán đã biến mất. Vậy trước Tây Tấn thì sao? Vì thế, ông đã đi đào hết tất cả các mộ của người yêu đàn trước đó. Có chí thì nên, đào hết mười mấy cổ mộ. Cuối cùng tại cổ mộ Thái Ung đời Đông Hán, tìm được nguyên khúc của Quảng Lăng Tán. Thì ra là vậy. Chí dũng song toàn, thật đáng nể. Sau khi lấy được nguyên khúc, ông đã cùng một cao thủ chuyên về sáo, tốn hết nhiều năm công sức, sáng tác ra Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đáng tiếc, ý trời khó đoán, cả hai đã mất cùng một ngày. Quảng Lăng Tán từ đó lại biến mất, nhưng Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể lưu giữ lại. Câu trầm cổ khúc chi tuyệt, khai sáng tân âm chi diệu. Mọi người nói, đây không được cho là vô song chi bảo sao? Câu chuyện này do Khúc trưởng lão và Lưu Sư Thúc ở Hàng Sơn kể cho mình và Nghi Lâm nghe. Còn mình đã từng ở Lục Trúc Hạ Lạc Sương kể cho Đông Phương cô nương và Lục Trúc tiền bối nghe. Ngoài ra, thiên hạ không có người thứ năm biết được. Doanh Doanh sao lại biết?
Phúc Phổ sao lại ở trong tay Doanh Doanh? Đương nhiên, đương nhiên là vô giá chi bảo. Nếu như để đại ca biết được có Khúc Phổ thần kỳ như vậy, đương nhiên cũng vui mừng không tả. Thế nhưng, nếu như không có người nào ở Mai Trang đánh thắng Phong Thiếu Hiệp, vậy cái mà chúng ta thua lại là gì? Tôi và Phong Đại Ca đến Mai Trang không cầu một việc, không cầu một vật, chỉ mong Phong Đại Ca đến nơi võ học đỉnh phong thì đấu với các vị. Nếu như may mắn thắng cuộc, chúng tôi không cần gì hết, lắc đầu rồi đi. Được. Được lắm. Vị cô nương như hoa như ngọc đây nói rất hay. Nếu như Phong huynh đệ tuấn tú như ta đây có thể thắng được Mai Trang tứ hữu, đặc biệt là ta, vậy thì danh tiếng sẽ danh chấn giang hồ. Lần này tôi và Phong Đại Ca ở Mai Trang luận kiếm, bất luận ai thắng ai thua, chỉ cần nửa lời được tiết lộ ra ngoài, tôi và Phong Đại Ca chết không toàn thây, chó heo không bằng. Tứ đệ à, bắt đầu. Được, Phong huynh đệ, vậy thì chúng ta hãy tỉ thí. Phong huynh đệ, kiếm của đệ đâu? Đến thăm Mai Trang, nào dám mang theo binh khí? Đinh Kiên, dạ. Phong đại ca, kiếm pháp của tứ trang chủ thần thông, chỉ cần huynh học được một chiêu một thức cũng đủ dùng cả đời. Điều đó đương nhiên. Mời. Khoan đã. Ở Mai Trang, Đinh Kiên cũng dùng kiếm, cần gì bổn huynh đệ ta ra tay? Không sai, chỉ cần là người của Mai Trang thắng được kiếm pháp của Phong Đại Ca cũng coi như chúng tôi thua. Phong Đại Ca, vị Đinh Kiên tiên sinh đây, người đời gọi là nhất tự điện kiếm, sự nhanh nhẹn của kiếm pháp đúng là thế gian hiếm có. Huynh cứ lãnh giáo kiếm pháp của Đinh Kiên tiên sinh đây cũng đã có ích rồi. Được. Đinh Kiên, nếu như ngươi thua, ta sẽ phạt ngươi đến thổ lỗ phiên để chuyển rượu. Dạ. Vậy, Đinh Mỗ xin thỉnh giáo kiếm pháp của Phong Thiếu Hiệp. Ba vị trang chủ, Đinh huynh, lần này chúng ta chỉ kiểm chứng kiếm pháp, không hơn thua nội lực. Điều đó tất nhiên. Đụng được thì thôi. Đụng được thì thôi. Phong đại ca, tỷ thí lần này tinh sơ giả thắng, thô sơ giả bạc. Khí công của phái Hoa Sơn trên võ lâm rất có tiếng tăm. Nếu như huynh dùng nội lực mà thắng, vậy là đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thua. Yên tâm, nếu như huynh sử dụng nội lực thì sẽ làm trò cười cho ba vị trang chủ và Đinh huynh. Huynh tuyệt đối sẽ không sử dụng nửa phần nội lực. Chúng ta đến Mai Trang chân thành là chính. Nếu như Phong đại ca cố tình khiêm tốn, vậy cũng bất kính với tứ vị trang chủ. Hiểu rõ. Phong huynh, mời. Đinh huynh, mời. Đắc tội. Đà tạ Phong đại hiệp, kiếm hạ lưu tình. Phong huynh đệ quả nhiên kiếm pháp lợi hại. Đinh Kiên, tứ trang chủ, chuẩn bị rượu cho ta. Đợi ta tỉ thí với Phong huynh đệ xong sẽ uống cho say. Dạ. Tứ trang chủ, xin hãy dùng nhượng. Hắn tự xưng hảo tử đệ nhất, hảo hỏa đệ nhị,
Hảo kiếm đệ tam, kiếm pháp nhất định rất tinh thông. Bức tranh tiên nhân đồ mình nhìn thấy ở phòng khách, bút pháp quả nhiên lợi hại. Bên cạnh đó, như có gì đó giữ không được bản thân. Nếu như kiếm pháp của hắn cũng như vậy, thì nhất định sẽ có nhiều kẽ hở. Tứ trang chủ đắc tội. Kiếm thuật của Phong huynh đệ đúng là cao minh hơn ta. Tiểu đệ tâm phục khẩu phục. Nào, ta kính đệ một chung. Mời. Khi nãy cùng tứ trang chủ so hết mười mấy chiêu, tứ trang chủ một chiêu cũng không thua, cho nên chúng ta có thể coi là thắng bại không phân. Không không, thật ra ngay từ chiêu đầu tiên ta đã thua rồi. Mười mấy chiêu sau chỉ là dư thừa. Đại ca nói ta chưa đủ phong độ, quả thật không sai. Tứ trang chủ, ta thấy ngài không chỉ tử lượng cao, phong độ càng cao hơn. Trong mai trang tứ lũ, võ công của ta là tệ nhất. Tuy rằng ta chịu thua, nhưng nhị ca và tam ca chưa chắc đã chịu thua đâu. Được, để ta lĩnh giáo thử xem sao. Vậy thì xin tam trang chủ chỉ dạy. Đinh Kiên, rót cho ta chút mỹ tửu bồ đào. Nếu như Phong công tử là bạn của cô nương sắc đẹp như hoa đây, vậy cũng như bạn của ta. Bút của ta thôi thì chấm rượu không chấm mực. Chấm mực, phải. Mực mà tam ca chấm được bào chế từ một loại thuốc, dính vào da dấu ấn lưu mãi, vĩnh viễn không xóa được. Nếu như tất cả đều là bạn của nhau thì không cần phải chấm mực. Vậy sao? Vậy thì phải đa tạ tam trang chủ bút hạ lưu tình. Ngươi phải chú ý, bút pháp của ta đến từ Bùi Tướng Quân Thư, căn cứ vào sách của Nhan Chân Khanh biến hóa mà ra. Tổng cộng có 23 chữ, mỗi chữ có 3 chiêu đến 10 chiêu. Nghe nói võ công của ngươi cao cường, ngươi đừng sợ nhé. Không đánh nữa, hỏng hết rồi.
ta viết không được nữa rồi. Thấy sao? Chữ đẹp không? Nếu như Lỗ Công còn tại thế, ông ta cũng không viết được những chữ này. Đúng là Long Phi phục vũ bút. Phong huynh đệ võ công cũng tính là cao cường đấy. Nhưng chữ của ta viết quá đẹp. Người có thể cho là Ngọc Thụ Lâm Phong. Còn ta thì phong lưu lỗi lạc. Hai người chúng ta cũng bất phân thắng bại, phải không cô nương? Phải phải, hai người đều có tài riêng, bất phân thắng bại. Tam ca, không có rượu ngon của đệ làm sao viết được những chữ đó. Được rồi, được rồi. Hai đệ đừng đứng đó nói dóc nữa. Phong huynh đệ đây, tam đệ tứ đệ của tôi sinh ra đã nghịch ngợm, tuyệt đối không phải thua mà không nhận. Tôi biết, cho nên hiện tại đôi bên vẫn bất phân thắng bại. Những món đồ này của tôi cũng không bị thua hết. Được. Tại hạ sẽ dùng bàn cờ này để so tài với công tử. Nghe đồn bàn cờ của nhị trang chủ đây là một bảo vật, có thể hút hết các loại binh khí và ám khí. Phong đại ca, huynh phải cẩn thận đấy. Vị cô nương đây đúng là kiến thức uyên bác. Thật ra bàn cờ này của tại hạ không phải là báu vật gì cả, chỉ là một miếng nam châm có thể hút được các con cờ bằng sắt. Nó được dùng trên các chiến thuyền. Trong lúc giải trí, các con cờ sẽ không bị rơi ra. May mà có danh danh nhắc nhở, không thì kiếm của mình sẽ bị hút mất. Không cần đánh cũng thua. Vậy thì mời nhị trang chủ chỉ giáo cho. Mời. Mời. Hòa giải, bất phân thắng bại, bất phân thắng bại. Trong ván cờ này cả hai đều sống. Nhị trang chủ đúng là đại trí đại dũng, cùng phong đại ca đấu đến bất phân thắng bại. Đúng vậy, tạ cô nương đúng là cười chê, thật lấy làm xấu hổ. Đích thực tôi đã thua một cách mơ hồ. Vậy còn người nào trong quý trang có thể thi đấu với phong đại ca của tôi không? Cái này...
Sao cô lại... Có cần thử mời đại ca ra tay không? Đệ thử mời đi. Hai vị hãy đợi cho. Tứ đệ, đệ tiếp đãi họ đi. Làm sao đây? Phong huynh đệ, mời đến phòng khách chúng ta uống thêm một ly. Được đó, mời. Hai bức tự họa, vài ván cờ đã mê hoặc các đệ đến vậy. Vật chất đánh mất ý chí, thật là xấu hổ. Tự họa kỳ phổ không phải là vật yêu thích của huynh, nên huynh mới nói như vậy. Nhưng trong tay bọn chúng còn có một khúc phổ tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Chắc rằng đại ca cũng chịu không nổi đúng không? Đó là một khúc phổ như thế nào? Chưa bao giờ nghe qua. Quảng Lăng Tán thì nghe rồi chứ? Quảng Lăng Tán? Nghe nói khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ đó được sáng tác dựa trên nguyên khúc của Quảng Lăng Tán. Nhưng Quảng Lăng Tán sau đời Nghê Khang Tây Tấn đã thất truyền từ lâu. Họ nói họ đào được từ mộ của Thái Ung Đông Hán. Có giả được sao? Nhị ca, nói chuyện đi. Đại ca, khúc phổ đó đệ xem qua rồi, khẳng định là thật. Thế nhưng khúc phổ hiếm có như vậy, chỉ có đại ca chính mắt nhìn thấy mới nhận ra là thật hay giả. Được rồi, nếu đã vậy, xem thử xem sao. Phong thiếu hiệp, đại ca tôi xin mời. Mời theo tôi vào trong. Đa tạ. Khoan, mời tả cô nương ở đây đợi cho. Tại sao? Tả cô nương đừng lấy làm lạ. Đại ca ẩn cư bấy lâu, từ đó đến nay không tiếp khách lạ. Nghe nói Phong huynh đệ có kiếm thuật tinh thông, trong lòng ngưỡng mộ mới chịu gặp mặt. Xin thỉnh cầu bất kính tả cô nương. Không thể gặp đại trang chủ, đúng là di hận. Phong đại ca, nếu như đại trang chủ thắng được kiếm pháp của huynh, vậy thì quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ của muội sẽ thua cho người ta. Khúc phổ đó là chính tay huynh tặng cho muội, trong lòng muội có chút không nỡ. Mình chính tay tặng cho cô ấy. Mình ở Lục Trúc Hãng đích thực chính tay tặng khúc phổ cho Đông Phương cô nương. Trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Cho nên muội đã chép ra một bản. Huynh cầm lấy đi gặp đại trang chủ đi. Ba vị trang chủ, ý của ba vị thế nào? Kỳ phổ và cầm phổ hay như vậy nên được lưu truyền vạn thế. Đây là phong nhã chi đạo. Cho dù là bản chép đi nữa, đại ca của tôi cũng không ngại đâu. Nguyên bản được cô nương lưu làm kỷ niệm cũng là điều dễ hiểu. Đa tạ ba vị trang chủ đã hiểu. Phong đại ca, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đấu kiếm với đại trang chủ đi. Phong huynh đệ, mời. Chạm được thì thôi, cứ làm cho ra dáng. Được, xin đại trang chủ chỉ giáo. Mời. Thank you.
đại trang chủ, đắc tội. Trời ơi, trời ơi, sao rồi? Không bị thương chứ? Kiếm pháp của Phong Thiếu Hiệp quả thực hiếm có. Nói về nội lực càng làm cho lão phu khâm phục hơn. Giao cầm vô hình kiếm của lão phu trên giang hồ có thể coi là một môn tuyệt học, nhưng ở trong tay Thiếu Hiệp cũng chỉ là trò chơi trẻ con. Xem ra lão phu đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đại trang chủ nội lực thâm hậu. Đại trang chủ, thật không dám giấu, tôi không sợ vô hình kiếm khí trên đàn của ngài. Không phải vì nội công tôi thâm hậu, trái lại, do vãn bối đang bị trọng thương, cho nên nội lực mất hết, không có chút phản ứng nào. Phong Thiếu Hiệp, có thể cho ta bắt mạch của cậu được không? Mời. Lão phu vô dụng, đúng là vô dụng. Thật không ngờ, không ngờ vị thiếu hiệp đây tại sao lại nói ra bí mật đó. Đại trang chủ, trong lúc thí võ tôi cố tình che giấu đã là không hay, sao lại có thể tiếp tục che đậy? Hơn nữa, đại trang chủ đàn gầy tai trâu, lại gặp được vãn bối đây ngưu bất nhập nhĩ. Xem ra giao cầm vô hình kiếm của lão phu không hẳn là phế vật, không phải là đoạn huyền vô dụng kiếm. Vị thiếu hiệp đây đúng là thẳng thắn, nhưng cậu không sợ nói ra bí mật này bổn huynh đệ ta đây sẽ làm hại cậu sao? Tứ đại trang chủ đều là anh hùng hào kiệt, không phải tiểu nhân, cho nên tại hạ không phải bận tâm. Phong huynh đệ và bốn huynh đệ tôi mới gặp đã quen, hiện đệ đang bị trọng thương làm cho nội lực mất hết. Đại ca ta đây có biết một người y thuật truyền thần, nhưng tính tình có hơi kỳ lạ. Không sao, nể mặt lão phu ta đây, hắn nhất định sẽ trị cho thiếu hiệp. Không biết người mà trang chủ đang nói có phải là Bình Nhất Chỉ đại phu? Không sai. Nửa tháng trước, Bình đại phu đã giúp tôi bắt mạch. Ông nói lực bất tòng tâm. Vậy lão phu sẽ viết một bức thư, người đến Linh Thiếu Tự tìm Phương Chính Hòa Thượng. Chỉ cần ông ta truyền Dì Cân Kinh cho ngươi, nội thương của ngươi nhất định sẽ khỏi. Đa tạ mỹ ý của đại trang chủ. Đáng tiếc Dì Cân Kinh truyền cho đệ tử bổn môn, cho nên mỹ ý của tứ vị trang chủ tại hạ tâm lĩnh. Sinh tử có số, cứ để tự nhiên. Vậy được. Phong Thiếu Hiệp, lọ thuốc này do tiên sư để lại, rất hiệu quả trong việc trị thương. Ta với ngươi cứ cho là quen biết, đây cũng là chút tâm ý của ta, xin hãy nhận cho. Đa tạ đại trang chủ, vãn bối xin cáo từ. Mời, mời. Nếu như trong Mai Trang không ai thắng được Phong đại ca, vậy xin được cáo từ ba vị trang chủ. Cáo từ. Khoan đã. Trong bổn trang còn một người tinh thông kiếm pháp, ta muốn hắn tỉ thí với thiếu hiệp đây. Nhưng mà chúng tôi phải hỏi đại ca đã, xem huynh ấy có đồng ý không. Phải đợi đại trang chủ đồng ý. Người này không phải là con cháu hậu đớn, cũng là hạ thuộc dưới trướng, lý nào võ công của hắn còn hơn cả đại trang chủ? Làm sao mà hắn... Này, chuyện này không tiện nói ra. Nhưng mà có tỉ thí được hay không thì phải hỏi qua đại ca mới biết. Xin hai vị hãy đợi cho. Nếu vậy chúng tôi đợi cũng không sao. Ngài mau đi hỏi đi. Phong huynh đệ, bên đó ta còn trúc diệp thanh trăm năm. Nào, ta vừa uống vừa đợi. Tả cô nương, xin hỏi quý danh. Hả? Xin hỏi tuổi của tả cô nương. Vậy thì ta sẽ ngâm hai bài thơ.
Không được, nếu như bốn huynh đệ ta đã thua thì cho dù hắn có bảo vật gì mình cũng không được mơ tưởng. Đại ca, thực ra huynh nên nghĩ lại. Trong Mai Trang này có một người có thể thắng hắn. Đệ nói là người đang giam trong ngục. Đúng vậy, chỉ cần hắn đồng ý tỉ thí với Phong thiếu hiệp. Nhất quyết không được. Nhị đệ không lẽ đã quên sao? Chúng ta phải ẩn cư nơi đây. Chúng ta đang gánh trách nhiệm gì? Hắn ta bị giam trong đó, có cánh cũng khó bay. Theo ý của đệ, võ nghệ của lão ta cao hơn Phong thiếu hiệp một bậc. Chỉ cần hai người đấu nhau, Phong thiếu hiệp mà thua thì những bảo vật đó không phải là của chúng ta hay sao? Ta nói cho đệ biết, tuyệt đối không được. Nếu như có chuyện gì, chúng ta có gánh vác nổi không? Đại ca, tiểu đệ tất nhiên là có kế vẹn toàn. Khúc Hạng Hướng Thiên Ca. Bạch Mao Phầu Lục Thủy, Hồng Thủy Phất Thanh Ba. Phong huynh đệ, bài thơ này đại ca đồng ý rồi. Đồng ý rồi à? Thiếu hiệp, cao thủ trong trang nghe nói kiếm thuật của cậu tinh thâm, muốn tỉ thí với cậu đó. Ý cậu thế nào? Nhị trang chủ, nội lực của vãn bối đã mất. Nếu như luận về nội công, thực sự tuyệt đối không phải là đối thủ của vị cao thủ đó. Phong huynh đệ, tuy rằng võ công của hắn cao cường, nhưng đệ không cần sợ. Hắn ta chỉ là cùng nhau nghiên cứu thôi mà, ngươi sợ gì? Đúng vậy, vậy chúng ta đấu một trận đi. Phong huynh đệ, mời đệ bên này. Tả cô nương, cô cứ ăn uống nghỉ ngơi ở đây một chút đi. Không được, ta không yên tâm, ta phải đi theo. Ý của tả cô nương là không tin tưởng bốn huynh đệ tôi. Không phải như vậy, tôi nhất định tin bốn vị trang chủ đây. Nhưng tôi không biết Phong đại ca sẽ thi đấu với cao nhân nào, tôi tất nhiên không yên tâm rồi. Cao nhân đó luận danh vọng, luận võ công đều trên bốn huynh đệ tôi. Vì vậy cô cứ yên tâm. Trên giang hồ luận danh vọng để được trên bốn vị trang chủ chẳng có mấy ai. Cho hỏi là người nào vậy? Hắn ta chuyện này không tiện nói ra. Đúng là kỳ lạ. Vậy thì tôi nhất định phải đi xem. Tả cô nương, người đó ẩn cư đã lâu, hắn ta không thích người lạ thấy được mặt thật của hắn. Không thể thấy được mặt thật, vậy Phong đại ca làm sao mà tỉ thí với hắn? Rất đơn giản, chỉ cần đeo mặt nạ, lộ hai con mắt, như vậy thì có thể không thấy rồi. Nếu như vậy thì tôi cũng có thể đeo mặt nạ. Nếu như tả cô nương dung mạo như hoa, nhất quyết đòi xem, tôi cũng không nỡ từ chối. Nhưng cô phải hứa với huynh đệ tôi một việc, từ đầu đến cuối xem đấu không được nói một lời nào. Rất đơn giản, điều này tôi làm được, đa tạ tam vị trang chủ. Được, xin mời. Vị cô nương đây tuyệt đối không được đến đó. Tại sao? Lần tỉ thí này nếu có sai sót, hậu quả sẽ khó lường. Tứ vị trang chủ đều có thể đeo mặt nạ để xem, tại sao tôi không thể? Nếu như cô nương nhất quyết đòi xem, vậy thì chuyện này tới đây chấm dứt. Tôi... Đại ca, đại ca. Tả cô nương, sao cô lại đa nghi như vậy? Nhất quyết đòi xem, bây giờ đấu không thành, cô vui lắm phải không? Mất hứng. Tả cô nương, không lẽ cô lo chúng tôi tập hợp lại lấy đông thắng ít không được sao? Tả cô nương, nhị ca tốn biết bao công sức mới thuyết phục được đại ca đồng ý trận đấu này. Cô nói đi, sao cô lại phá hoại nó? Ba vị trang chủ, ba vị đừng trách cô em gái này của tôi nữa. Cô ấy cũng vì lo cho tôi thôi. Thôi được rồi, mỗi người nhường một bước. Bất quá thì tôi không xem. Quyết định chưa? Nhưng mà mấy người phải đảm bảo công bằng. Đương nhiên rồi, chúng tôi là những người bị ổi như vậy sao? Tôi tin rằng ba vị trang chủ đều là cao nhân nhã sĩ, tuyệt đối sẽ không lừa gạt. Tôi cũng chỉ coi an toàn là hàng đầu. Ba vị trang chủ, tôi và Phong đại ca có vài điều muốn nói. Xin mời. Đi.
Làm gì vậy? Phong đại ca, lát nữa Huynh nhìn thấy người so kiến với Huynh thì hãy bước lại bắt tay, sau đó đưa cho ông ta cái này. Sự việc trọng đại, cẩn thận hành sự. Muội biết bây giờ Huynh rất mơ hồ. Muội hứa sau khi sự thành, muội sẽ giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Huynh nghe được không? Phong đại ca, lát nữa tỉ thí phải cố gắng. Nếu như Huynh thua thì những chi bảo vô giá này phải tặng cho người ta đấy. Yên tâm, giao cho Huynh. Phong huynh đệ, mời. Mời. Phong thiếu hiệp. Thiếu hiệp, tỉ thí lần này cả hai chỉ được dùng kiếm gỗ, để tránh khi cả hai đấu nội lực sẽ thiệt thòi cho đệ. Lần nữa xin đa tạ đại trang chủ. Còn nữa, lần đấu này dù thắng hay thua, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Trang chủ yên tâm, lần này tôi đến Mai Trang không phải là để cầu danh, sao lại rêu rao khắp nơi. Và lại tôi thấy lần đấu này thua nhiều hơn thắng. Thắng bại chưa định, nhưng chúng tôi đều tin rằng Phong thiếu hiệp sẽ giữ kín chuyện, tuyệt không tiết lộ với bên ngoài nửa lời quá trình thi đấu. Đương nhiên, ngay cả tả cô nương đi với đệ cũng không được nói đấy. Cả cô ta cũng không được nói à? Sự việc trọng đại, mong thiếu hiệp hiểu cho. Được thôi, tôi hứa với tứ vị trang chủ đây, tôi sẽ không nói cho tả cô nương biết quá trình thi đấu. Được, xin đa tạ Phong thiếu hiệp. Mời. Phong thiếu hiệp, mời. Sao rồi? Nhậm tiên sinh, Hoàng Trung Công cùng ba huynh đệ đích thân đến bái kiến. Có gì thì nói xong mau cút. Nhậm lão tiên sinh, bốn huynh đệ chúng tôi luôn cho rằng trên giang hồ nói về kiếm pháp, Nhậm lão là đứng thứ nhất. Thật ra là hoàn toàn sai. Hôm nay có một thiếu hiệp đến Mai Trang, bốn huynh đệ chúng tôi đều bại dưới tay đệ ấy. Luận về kiếm pháp, sợ rằng vị thiếu hiệp đây so với Nhậm tiên sinh đúng là lấy trứng chọi đá. Bốn tên cẩu tặc các ngươi đánh không lại người ta thì muốn lão phu ra đối phó. Bàn cờ tính toán của các ngươi cũng kêu lắm. Nhậm lão tiên sinh, vị thiếu hiệp này nói kiếm pháp của cậu ta đến từ chân truyền của Phong Thanh Dương Phong lão tiền bối. Nhậm lão tiên sinh không muốn tỉ thí xem thế nào à? Đại ca, Huynh đâu cần đụng đến nỗi đau của lão tiên sinh đây. Nghe nói Nhậm tiên sinh năm nào hoành bá giang hồ, trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Phong lão tiên sinh. Đệ còn nghe nói Nhậm tiên sinh còn có một ngoại hiệu, kêu là thấy gió thì chạy. To gan, đúng là to gan, không biết sống chết.
Tam ca, huynh sai rồi. Ngoại hiệu của Nhậm tiên sinh không phải thấy gió thì chạy, mà là ngửi gió thì chạy. Mọi người nghĩ đi, nếu như Nhậm tiên sinh có thể nhìn thấy Phong tiên sinh, chứng minh cự ly không xa, nếu như Phong tiên sinh mà đến thì không sao chạy thoát, có đúng không? Đúng đấy. Cho nên khi Nhậm tiên sinh nhìn thấy Phong tiên sinh, ông ta đã quay đầu bỏ chạy, như là chó mất chủ nhà, đúng không? Đúng, có lý. Nếu như ta dễ dàng bị lừa thì ta không mang họ Nhậm. Đại ca, để thấy Nhậm tiên sinh vừa nghe huynh đệ đây họ Phong thì đã hồn bay phách lạc, tim rớt ra ngoài. Đệ thấy cũng không cần thi đấu đâu. Bốn huynh đệ chúng ta tự phong cho tiểu huynh đệ là đệ nhất kiếm pháp đương thế đi. Đúng, nói có lý. Tứ vị trang chủ, tôi nhớ năm xưa Phong lão tiền bối cùng tôi luận kiếm có từng nói rằng, đương kim thế gian luận kiếm pháp, ông chỉ khâm phục một người, đó là Nhậm lão tiền bối. Và lại còn nhấn mạnh, nếu như tôi có thể đích thân nhìn thấy Nhậm lão tiền bối thì nhất định phải cung kính, thành tâm thành ý luận kiếm pháp với ngài. Tiểu huynh đệ nói rất hay. Phong lão tiên sinh không phải là người tầm thường, trên giang hồ biết được sự tinh diệu kiếm pháp của ta thì chỉ có ông ấy. Này tiểu huynh đệ, có phải ngươi đã đánh bại hết bọn chúng không? Thôi, đúng là đã giúp ta trả thù. Tiểu huynh đệ, nói cho ta nghe, làm cách nào mà ngươi đánh bại bọn chúng? Tiểu huynh đệ, lại đây, lại gần ta một chút. Tiền bối, người đầu tiên tại Mai Trang cùng tôi đấu kiếm là Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Kiên. Tên họ Đinh đó chẳng ra gì, Nhất Tự Phá Kiếm của hắn đều có lỗ hổng. Người kế tiếp là ai? Người thứ hai đấu với tôi là Tứ Trang Chủ. Hả? Kiếm pháp của lão Tứ so với tên Nhất Kiếm kia cao hơn một chút, nhưng đều là lỗ hổng. Ngươi là truyền nhân của Phong lão tiên sinh, chỉ trong một vài chiêu là có thể đánh bại hắn. Tiếp theo tỉ thí với tôi là Tam Trang Chủ, Ngốc Đầu Tam. Hắn sử dụng bút phán quan, nhưng chữ mà hắn viết cũng không bằng con nít 3 tuổi, chỉ giả bộ phong nhã. Hắn nói võ công trong đó bao gồm bút ý của các danh gia, đúng là nói bậy. Nếu như gặp phải địch thủ hùng mạnh thì còn rảnh rỗi đâu mà nghiên cứu thư pháp bút ý, chỉ là đưa não của bản thân tặng cho kẻ địch mà thôi. Tiền bối nói không sai, Tam Trang Chủ đích thực hơi con nít. Võ công của lão nhị mới đáng để nói. Bàn cờ nam châm của hắn, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, như sấm sét gió thổi. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao mà phá được? Nói cho ta nghe xem. Chữ phá nói thật là không dám nói, nhưng chiêu thứ nhất mà tôi xuất ra khiến ông ta phải đề phòng. Tiểu huynh đệ, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba thì sao? Cũng là tôi công thủ hắn. Tiểu huynh đệ, tuy nói thắng hắc bạch tử không khó, nhưng ngươi tấn công hắn 3 đòn liên tiếp, hắn đều không hoàn trả, vậy còn chiêu thứ tư? Hắn nhất định phải ra tay chứ. Tình thế không thay đổi, tôi công hắn thủ. Vậy tổng cộng ngươi công hết bao nhiêu chiêu hắn mới hoàn trả? Vạn bối chỉ tùy tiện xuất chiêu, cũng không còn nhớ nữa. Vị thiếu hiệp đây khiêm tốn rồi, hắn tấn công ta hết 40 mấy chiêu, ta thật ra là không có cơ hội để hoàn trả. Vạn bối chỉ biết chịu thua. Lý nào là vậy? Tuy nói Phong lão tiên sinh là người tài năng xuất chúng của Hoa Sơn phái, nhưng kiếm pháp của ông ta rốt cuộc cũng có hạn chứ. Nếu như ngươi công hết 40 mấy chiêu, hắn cũng không có cơ hội để trở tay. Lời của vãn bối không phải nói đùa. Kiếm thuật của vị thiếu hiệp đây xuất thần nhập hóa, nghĩ rằng đương kim võ lâm chỉ có công lực của Nhậm lão tiên sinh đây mới có thể bì được.
Toàn nói bậy, không đáng để nghe. Cút! Tư, kiếm thuật của thiếu hiệp đây có thể nói là vô cùng cao cường. Đương kim võ lâm hiện tại e rằng chỉ có công lực của Nhậm lão tiên sinh mới có thể so với cậu ấy. Hãy đấu với cậu ta đi. Anh nói hồ đồ, không biết suy nghĩ. Cút! Tiểu huynh đệ, võ công của Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử không phân cao thấp. Võ công của hắn có thể gọi là cao cường. Không lẽ cậu cũng thắng hắn ta sao? Vạn bối vì bị trọng thương, nội lực mất hết, nên thất huyền vô hình kiếm của đại trang chủ hoàn toàn vô hiệu với vạn bối. Thật là lý thú. Nào tiểu huynh đệ, có thể cho ta học hỏi kiếm pháp của cậu không? Nếu như tiền bối thắng được kiếm pháp của tại hạ, vãn bối tin rằng đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà tôi muốn tứ vị trang chủ hứa với tôi điều này. Thiếu hiệp cứ nói, nếu như Nhậm tiền bối thắng, những bảo vật này đương nhiên tặng cho tứ vị trang chủ. Nhưng hãy thả ông ta ra khỏi ngục. Không được, không được. Sao lại có thể thế được? Tiểu huynh đệ, cậu đúng là quá ngây thơ. Bốn tên cẩu tặc này chỉ phụ mệnh hành sự mà thôi, sao dám thả lão phu? Tiểu huynh đệ, nói vậy với bọn chúng đúng là đề cao chúng quá rồi. Có thể phong thiếu hiệp này nhìn thấy nhà ngục tối tăm ẩm thấp nên động lòng trắc ẩn. Thậm chí bốn huynh đệ chúng tôi cũng thấy có chút tức giận. Phong thiếu hiệp có lòng hiệp nghĩa, lão phu không trách cậu. Nhưng nếu thả Nhậm tiên sinh ra, võ lâm lại có một phen long trời lở đất. Không biết có bao nhiêu người sẽ chết trong tay ông ấy. Giang hồ sẽ không có ngày yên. Không sai. Nhưng mà giết người không gấp. Để lão phu lĩnh giáo kiếm pháp của Phong lão tiên sinh trước. Vị thiếu hiệp đây, lão tiên sinh này kiếm pháp rất ghê gớm, ra tay rất độc ác, phải cẩn thận đấy. Đa tạ tứ vị trang chủ chỉ điểm. Thiếu hiệp phải hết sức cẩn thận. Mời. Vãn bối được gặp Nhậm tiền bối thật là vinh dự. Đừng khách sáo tiểu huynh đệ, cậu đến giúp ta bớt buồn, ta cầu cũng không được. Đèn dầu để một bên được không? Được. Hôm nay coi như bốn người may mắn, lão phu sẽ cho chúng ngươi đại khai nhãn giới. Tiểu huynh đệ, đừng coi tay chân ta bị xiềng xích như vậy thì ngươi có thể chiến thắng. Tiếp chiêu. Tứ đệ, tỉnh dậy đi. Nhị đệ, nhị đệ, mau ngồi dậy. Tam ca, huynh không sao chứ? Nhị đệ có sao không? Không sao. Chết rồi. Cũng còn may. Đúng rồi, may mắn đấy, mau đóng cửa lại. Suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn. Vậy Phong huynh đệ đâu? Phải rồi. Phong thiếu hiệp đi đâu rồi? Phong huynh đệ đâu? Ai đấy? Đại ca, cái này.
cầm phổ, còn có kỳ phổ, bảo vật. Tam đệ của đệ này, bảo vật đấy là kỳ phổ. Đại ca, trên đó có chữ phòng mộ đã thua, thua thì phải chịu, để lại bảo vật, sau này gặp lại. Phong thiếu hiệp đi rồi. Đi rồi à? Đi rồi, để lại bảo vật. Đi thôi đi thôi. Đại ca, không phải huynh đang ở Hắc Mộc Nhai sao? Nửa đường gặp được hai vị trưởng lão đây, nên trở về đây trước. Hắc Bạch Tử đâu? Sao hắn không ra gặp chúng ta? Thuộc hạ thấy cũng kỳ lạ. Mấy ngày hôm nay không thấy huynh ấy, hễ đánh cờ là không biết chạy đi đâu mất tiêu. Im miệng. Các ngươi phụ mệnh giáo chủ ở đây coi quản trọng phạm, đáng lý không được rời Mai Trang nửa bước. Sao đây? Mất cả bóng. Hai vị trưởng lão, 12 năm qua bốn huynh đệ chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi Mai Trang, cũng không dám lơ là chức vụ. Không rời Mai Trang nửa bước, không dám lơ là chức vụ. Theo ngươi nói thì tên trọng phạm đó vẫn còn bị nhốt trong ngục. Đúng vậy. Được, các ngươi mau đem tên trọng phạm đó ra đây. Hai vị trưởng lão, giáo chủ có lệnh, ngoài giáo chủ ra bất cứ người nào cũng không được gặp. Đây là cái gì? Tham kiến giáo chủ. Coi như các ngươi vẫn còn nhớ Hắc Mộc lệnh bài. Như vậy có đưa được người đó ra đây không? Hai vị trưởng lão, trọng phạm đã bị dây xích xích lại mãi mãi, không thể đưa ra khỏi ngục. Tới lúc này mà các ngươi còn dùng lời xảo biện ý đồ che giấu à? Ta hỏi ngươi, trọng tội làm sao thoát được? Trốn á? Không thể nào. Trọng phạm bỏ trốn tuyệt đối không thể. Nói như vậy ta trách sai các ngươi sao? Thuộc hạ không dám. Rốt cuộc chúng tôi đã làm sai chuyện gì mà ngài lại nhẫn tâm trừng phạt như vậy? Bây giờ chúng ta đến ngục để xem. Nếu như trọng phạm còn ở đó, ta sẽ cúi đầu nhận lỗi, đồng thời hóa giải cực hình làm sa thủ. Chúng ta đi. Bọn họ nói trọng phạm đó có thể là Nhậm tiền bối. Không lẽ đã được Doanh Doanh cứu đi? Hai vị trưởng lão, trọng phạm đang được nhốt ở ngục này. Nhậm huynh, thả ta ra. Là nhị đệ. Nhị đệ. Đại ca. Nhị đệ. Cuối cùng mọi người cũng đến. Chuyện này là thế nào? Nhị đệ. Đói rồi, mau chuẩn bị cơm. Ngài chính là Nhậm tiền bối, không sai. Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi quả không tệ. Ngài thoát hiểm khi nào vậy? Tôi đang muốn cứu ngài. Tiểu tử, ngươi có thật lòng đến cứu ta không? Doanh Doanh, nhà đầu con nhìn người rất giỏi. Cha, con đã nói rồi, người ta không như cha, cái gì mà đại sự làm đâu. Được. Doanh Doanh của ta không nhìn sai tiểu tử ngươi. Thì ra Nhậm tiền bối là cha của muội. Sao muội không nói sớm? Sao muội cứu được ngài ra? Cả hai làm cách nào mà thoát hiểm? Chuyện này nói ra dài dòng, sau này từ từ sẽ kể cho huynh nghe. Tên trọng phạm đó làm sao mà thoát ra ngoài được? Hắc Bạch Tử sao lại bị nhốt trong đó? Khởi bẩm hai vị trưởng lão, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này chúng ta đến để điều tra trọng phạm sao có thể thoát khỏi Mai Trang. Nếu như các ngươi thành thật bẩm báo, có thể ta sẽ khoan dung xử lý cho các ngươi toàn mạng. Cho dù hai vị trưởng lão tha thứ, ty chức phạm sai lầm lớn như vậy, tuyệt không dám sống trên thế gian này nữa. Nhưng ty chức chết không minh bạch. Dám hỏi hai vị trưởng lão, giáo chủ có phải đang ở Hàn Châu? Ai nói giáo chủ đang ở Hàn Châu?
Nếu như vậy Trọng Phạm mới vừa chạy thoát, giáo chủ sao có thể biết được mà phái hai vị trưởng lão đến Mai Trang đây? Ta thấy ngươi càng già càng hồ đồ. Rõ ràng Trọng Phạm đã trốn khỏi đây một tháng trước. Điều này không thể nào. Một tháng á? Không thể nào. Không 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 thể nào. Vài ngày trước, thuộc hạ mới vừa gặp mặt hắn ở trong ngục. Chính hắn dùng khắp tinh đại pháp hút hết công lực của tại hạ. Cái gì? Khắp tinh đại pháp? Quả nhiên là khắp tinh đại pháp. Sau khi ngươi trúng khắp tinh đại pháp thì sao? Lúc đó tôi ngất xỉu. Lúc tôi tỉnh lại, chân tay tôi đã bị xích rồi. Những dây xích đó được làm từ thép cứng, sao hắn có thể làm đứt được? Tôi đã kiểm tra, phát hiện ra mối nối bị đứt, và nó đã bị dây tằm thép cưa đứt. Dây thép đó hắn từ đâu mà có? Hắc Bạch Tử, người có chắc chắn Trọng Phạm hai ngày trước vừa mới chạy thoát không? Thuộc hạ tuyệt đối nói đúng. Lẽ nào tin tức ta có được là giả? Có khi nào bọn chúng ở bên ngoài bày nghi trận? Tiết Hương Chủ có võ công Kim Trung Chảo Thiết Bố Xa, giáo kiếm bình thường không thể làm hại ông ấy. Vậy mà hôm đó bị người nào dùng 5 ngón tay đâm xuyên vào trong tim, móc cả tim ra. Đương kim thế gian, ngoài Nhậm giáo chủ thì không còn ai khác. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Hướng tả sứ. Giáo chủ, nhiều năm qua thuộc hạ tìm người thật gian khổ, cho đến khi thuộc hạ theo dõi hai tên này tìm đến Mai Trang. Hướng tả sứ, nhiều năm không gặp, thật hiếm có khi ngươi vẫn trung thành với bổn giáo chủ. Đứng lên. Tạ giáo chủ. Mấy người các ngươi thấy giáo chủ sao không quỳ xuống? Hắn là giáo chủ gì? Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Đông Phương giáo chủ thiên hạ đều biết. Họ Nhậm tư duy điên đảo, phản giáo làm loạn, từ lâu đã bị khai trừ. Hướng Vấn Thiên, người đi theo phản đồ, tội đáng chết. Còn ai muốn thử khắp tinh đại pháp của ta? Từ nay về sau, tôi đây đồng ý đi theo ngài. Nhậm giáo chủ, ngài có dặn dò gì, tôi đây sẽ tuân lệnh làm theo. Khi xưa, người có nói sẽ trung thành với bổn giáo chủ đến chết, nhưng sau đó lại phản bội. Xin giáo chủ chuẩn hứa, thuộc hạ lập công chuộc tội, lấy công bù khuyết. Giáo chủ, thần công của ngài vẫn chưa truyền hết cho tôi. Sau khi tôi học xong, nhất định sẽ trung thành với ngài. Một phế nhân, ta cần ngươi trung thành làm gì? Nhị đệ. Nhị ca. Phong thiếu hiệp, võ công của cậu cao cường, mưu kế đa đoan, lập ra kế này cứu thoát Nhậm Ngã Hành, lão phu thực sự rất khâm phục.
Quyền tiếu ngạo giang hồ này khiến bốn huynh đệ chúng tôi thân bại danh liệt. Người ở giang hồ thì làm sao có thể tiếu ngạo giang hồ? Nhân đây trả lại nguyên vật. Tiền bối, xin lỗi. Bốn huynh đệ chúng tôi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, trong lòng chỉ nghĩ trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, tạo nên sự nghiệp. Nhưng Nhậm giáo chủ tính tình nóng nảy, luôn tỏ ra uy quyền, bốn chúng tôi đã nản chí từ sớm. Về sau Đông Phương giáo chủ kế vị, càng không màng đến giáo vụ, làm bốn huynh đệ tôi càng thêm nhục chí, cho nên mới quyết tâm ẩn cư Mai Trang. Thứ nhất, có thể rời xa Hắc Mộc Nhai, không cần phải tranh đấu với người khác. Thứ hai, ẩn cư Tây Hồ, làm bạn với Thư Cầm. Xem ra thành phúc của 12 năm qua lão phu đã hưởng đủ rồi. Cuộc đời ngắn ngủi, buồn nhiều vui ít thì cần gì. Đại trang chủ, đại ca.